Hai ngày mình vào Sài Gòn thì cả hai ngày mình đều được ăn cơm tấm ở Phúc Lộc Thọ. Đấy, đây là những suất cơm tấm. Mấy anh em toàn gọi cơm tấm ở nhà ăn thôi, mình không hiểu sao, nhưng mà mình ở Hà Nội thì mình chưa ăn cơm này bao giờ. Nhưng mà mình ăn, mình vào đây, không, Hà Nội có, mình có một chỗ ở Hàng Bông khá là ngon. Mình vào đây thì mình mới ăn thử một cái này thì thấy ngon và mình nghiện luôn. Từ hôm qua giờ mình chỉ ăn cơm tấm, mình có thể ăn cơm tấm được cả một tuần đấy. Xem được thì hãy trả cho mình tiền VIP nhé. Nếu như Phúc Lộc Thọ xem được thì mình chỉ lấy nhẹ nhàng mấy suất cơm thôi. Ồ, Pepsi tươi. Để mà ăn cái cơm này ngon nhất đấy thì chúng ta cần phải có cái bí quyết. Cái nước chấm này. Lúc đầu ấy, mình ở nhà mình không bao giờ mình biết ăn nước mắm đâu. Nhưng mà cho đến khi vào đây thì mình vẫn không biết ăn nước mắm. Giờ mình có một cái nước chấm này, bạn Tài bạn sẽ bắp cho mọi người nhá. Đây, cái nước chấm này dùng để ôi, chết rồi, hôm nay không có nữa rồi. Có gì? Không có cái gì nhỉ? Mỡ hành ấy. Và bây giờ sau một hồi khen thưởng bên mình sẽ bóc phốt. Là bình thường ấy. Đó. Các bạn đổ như này. Cơm nó sẽ ăn khá là ngon. Cái nước mắm của nó hơi ngọt. Và bây giờ mình sẽ bóc phốt. Và nếu như Phúc Lộc Thọ xem được thì bạn giảm mình bữa hành lên. Mọi người nó nghe đi đâu, đoạn này em đều quay rồi. Cứ để cho mảnh ngái. Cứ gì ăn. Nói bác đi. Bây giờ thì mình sẽ lên đường để đi chụp ảnh. Ngày hôm nay thì mình mặc một outfit cũng khá là bình thường thôi. Mình mặc một bộ, một chiếc áo của Manot Plo, một cái túi Off-White và một chiếc quần jean sách, cùng với đôi giày Nike Jordan Off-Season huyền thoại của mình. Và người dẫn mình đi ngày hôm nay đó chính là bạn này, vẫn là thằng ấy thôi. Này nó mình đi vào Sài Gòn nó phụ trách việc đưa mình đi chơi và đi chụp ảnh. Đấy, các bạn nào muốn vào, các bạn nào mà có vào Sài Gòn muốn đi chơi thì cứ liên hệ nhá. Mình sẽ để link của thằng này ở phần mô tả. Ok. Bây giờ mình đang đợi Grab để lên đường đi. Đây là cơ sở mới quan trọng cát này. Đó. 117/26 Nguyễn Hữu Cảnh. Đây là mình ở đây luôn. Ở mấy anh em, mời anh em cho vui. Đây, xe mình đã đến rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi sang bên đường để lên phố đi bộ, chụp outfit. Ok. Let's go. Mình lên phố Vincom đúng không ạ? Ok. Đặt cái số 9 đâu đi bộ tướng kia lại. Ây okay. Yêu, mình đang ở Vincom. Này là Vincom gì? Vincom Đồng Khởi. Vincom Đồng Khởi, một trong những Vincom mình nghĩ là chắc là nó khá là to ở Hồ Chí Minh. Và mình sẽ tham quan qua thử Zara, H&M và một vài những cái khác, xem là nó có khác gì so với cả những cái mà mình được hay vào ở tại Hà Nội của mình không. Nhưng mà hình như không nhầm là Zara không cho quay đâu, hình như là như thế. Mà khá là đông. Các bạn có thể thấy là cũng khá là nhiều người đúng không? Các Zara không được quay đâu. Mình vừa từ Vincom ra và mình đã thấy là nó không có gì đặc biệt cả. So với ở Hà Nội thì thực ra thì ở Hà Nội cũng không có gì, chắc là do mình vào nhiều quá hay nào ấy. Nên là mình mới thấy nó không có gì, mình không có gì để mình mua cả. Bây giờ mình sẽ ra cái chỗ tối ngày hôm qua để mình chụp lại cái bộ outfit mới này của mình. Đây là đang trên đường ra. Chỗ này là một chỗ khá là địa điểm hot ở tại Hồ Chí Minh. Đây là đường Đồng Khởi nhá. Các bạn nào nhớ qua có thể qua phố đi bộ đường Đồng Khởi. Là ở cái phía bên kia ấy, là thuộc về nhà nước nên là mình không được quay. Mình phải sang bên này để vlog cho các bạn xem. Thì mình khuyên mọi người là nếu như mà đi ở Sài Gòn ấy thì nên gọi là cất điện thoại vào bên phía lề đường. Ví dụ như mình đang đi bên trái thì mình sẽ cầm máy vlog bên trái, mình đi bên phải thì sẽ cầm bên phải. Bởi vì là thực ra thì ở đâu cũng thế thôi. Chúng ta nên cẩn thận một tí, không là điện thoại, túi sách, tất cả những đồ của mọi người nó chỉ bay đi trong phút mốt thôi. Nên là mọi người cẩn thận. Đây đã đến với cả cái địa điểm mà mình chụp ảnh đây rồi. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ đây. Hiện tại đang có một con ô tô đỗ ở đây. Đây là cái chỗ mà mọi người cũng hay
chụp ảnh này. Mình đang đợi Grab để đi ra Starbucks ở Lê Lai. Nhưng mà có vẻ như mình đợi Grab phải cả nửa tiếng rồi, chả thấy đâu. Nên là mình cũng vừa chụp xong một outfit. Để giới thiệu cho các bạn nhá, thì đây là một trong những cái địa điểm khá là hot mà mọi người chụp, mình thấy mọi người chụp kia kìa. Mọi người chụp khá là nhiều, đó chính là cái địa điểm Louis Vuitton này. Đó, bây giờ thì mình sẽ lên chiếc xe của mình để đi ra Starbucks Lê Lai để uống cà phê. Gần đây không? Đây. Sao đi bộ? 30 phút. 30 phút á? Ok. Ra Lê Lai đúng không anh? Ô, chỗ này. Sao vậy? Cái chỗ này đi được mà nãy không biết. Ok. Ok, ok, rồi. Em cảm ơn nhá. Ok. Ayo mọi người, mình vừa mới đến Starbucks ở Lê Lai. Mọi người ơi, bây giờ mấy anh em mình lại đi ăn. Có khi mà mọi người xem vlog này của mình thì chỉ có toàn đi ăn xong rồi đi ăn và đi ăn thôi. Bây giờ thì Sài Gòn hơi mưa một chút nên là mình đã thay một chiếc áo đen thôi, mình mặc một chiếc áo trắng thôi, nhưng mà mưa quá nên mình mặc áo đen. Bây giờ mở cửa để đi ra ngoài đi ăn pizza for pizza. Copy. Xe đâu? Xe đâu? Mình vừa đến quán pizza Foppy. Mà có vẻ ở đây decor quá là khác so với cả ở Hà Nội. Mình đi vào trong mình chưa biết đây. Không, thực ra nó ở, em có thấy nó ở một cái khu đã gọi là mưa nhanh. Đã gọi là không giống ở Hà Nội rồi. Bàn bàn đây là gì nhá? Tài à? Tài. Chúng mình bàn tài 5 người. Ok. Đây là người hãy, đây là ngồi ngoài trời mọi người ạ, ngồi trong nhà. Ok, đây là cho bạn xem qua menu của pizza Foppy đối với những bạn nào chưa ăn. Đây là pizza, đây là mì, đây mì, ở đây có một cái mì best seller, đó chính là mì cua. Đó, mì này có gọi thế thôi, còn nước thì chắc là gọi nước la vi thôi. Pizza. Ok, thế thôi. Mua 4 coca đi. À, pizza cái này là cái bò tỏi. Mình ăn thì khá là thích. Cái này là cái gì nhá? À, cái lớp trên này là thịt hun khói, cái này là phô mai đặc trưng của Foppy. Một lát nữa mình sẽ tự cắt nhá. Đây là pizza for cheese. Cũng là một trong những cái món mà mình thấy là cũng khá là đáng thử. Ở pizza Foppy. Đây là cái này. Mật ong á? Bạn ơi. À đây mật ong mang ngay rồi. Đấy, đây là mì cua đây. Ok, đây là một chút món mì cua khá là ngon. Mình sẽ bỏ máy cua ra, mình sẽ nhờ đến Tùng Xuân trộn cho mình. Đấy, đang chia cho anh em nha. Rất là ok rồi. Rất là tốt, biết rất là cách mời khách. Ôi da. Chơi lại ai chơi. Chơi lại ai chơi. Được rồi, lúc em mọi người là mình diễn đấy. Ông hôm nay ông ấy nghĩ ra trò diễn này, các bạn thấy có buồn cười không? Các bạn hãy cười cho mình, cho ông ấy vui đấy. Mọi người hãy cười đi, mình xin mọi người hãy cười đấy. Mình sẽ mời mọi người. À không, thực ra ấy, hôm trước anh xem ở trên TikTok ăn mì ý sang ấy là nó phải cuốn như này. Cuốn một ít thôi, chờ một ít thôi. Đó. Nhưng mà mọi người ơi, mình không để sang được. Khi mà mình ăn mì ý là chắc là mình sẽ ăn tự nhiên kiểu cách mà mình hay ăn thôi.
Không. Nó sẽ có hai mức. Mình có 6 mức nào. Nó bảo mình đâu. Nên cô bé. Cái chĩa rồi. Quay chưa? Rồi. Nó cứ ăn là thôi. Các bạn biết rồi nhá anh em nhá. Mình sẽ cắt cái món phô mai ra để cho nó ăn được cho một miếng thôi. Sau này nó chưa không đủ miếng thì anh em mình phơ luôn. Thường thường ấy là đây người ta hay cắt như này. Xong cắt. Đó, pizza này thì mọi người đến đổ một ít mật ong ở bên trên. Ở lớp dưới chỉ toàn là chi thôi. Đó, đổ ít mật ong lên và múc. Cà phê uống 3. Cà phê 3 o'clock. Và mình ăn xong mà mình nhận ra một điều là cái pizza ở đây nó không khác gì. À, cái quán pizza này ăn cái view nó khá là giống với cả cái sen Hồ Tây. Nhưng mà bạn nào ở Hà Nội ấy, thì chắc là cũng biết đến sen Hồ Tây. Cái đường đi vào này. Đó, cái đường đi vào như kiểu đi ở sen Hồ Tây xong rồi có một cái cầu trượt các thứ cho trẻ con chơi.